Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lặng lặng nhìn xe mưa trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 971, Đại đế Hi Hi lại xuất chinh, 2. Hi Hi nắm chặt nắm đấm nhỏ, âm âm sư tỷ yên tâm, đẹp trai như vậy, đánh cho một trận, khóc lên chắc chắn cũng đẹp lắm, bị Nguyên Long xoa đầu, tròn xoe mắt, tiểu sư muội hóa ra là người như vậy, công thâu vấn thiên khẽ rung tay, như cảm nhận được ánh mắt đầy xâm lược của Hi Hi. Hài tử của Lý Triệt thần điêu đại sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, công thâu vấn thiên nhét mép cười. Đối với hắn, một tiểu nha đầu năm tuổi hoàn toàn không có gì đáng ngại. Thực tế, công thâu vấn thiên chưa bao giờ coi những người có mặt ở đây là đối thủ. Hắn quá kiêu ngạo. Dù là cổ hà của thiên đan thần tông, huyền nguyệt của huyền phù thần tông, ninh thải hà của thất bảo thần tông hay lữ thanh huyền của càng nguyên thần tông, hắn đều không coi ra gì dù sao, hắn cũng đến từ công thâu thế gia, một trong ba vạn cổ thế gia của đại cảnh, công thâu vấn thiên nhìn Lý Triệt, chậm rãi nhếch mép. Lý Triệt che ô cho Trương Nhã, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Hắn nhìn lại, thấy công thâu vấn thiên đang dơ một bức tượng gỗ lên. Bức tượng gỗ đó, chính là thần miếu nhị tâm đại thánh được thờ trong ngôi miếu quỷ ở thần điêu lĩnh. Lý Triệt mỉm cười ôn hòa, không quá bận tâm. Tang quan âm bế hi hi giới thiệu từng đối thủ, cổ hà, huyền nguyệt, lữ thanh huyền, ninh thải hà đây là tiểu hoàng tử lữ xích tang quan âm nhìn thấy lữ xích khẽ dừng lại rồi nói hi hi hừ mũi không thèm để ý nàng quay đầu đi nhìn các thần đồng khác lữ xích khẽ liếc nhìn hi hi thấy nàng không để ý đến mình đôi mắt bình tĩnh lại nhìn thẳng về phía trước trong khi hi hi được tang quan âm dẫn đi quan sát đối thủ các đối thủ cũng đang âm thầm đánh giá lẫn nhau mưa xuân trở nên nghiêm trang hơn như có mùi thuốc súng lan tỏa đột nhiên Hi Hi cảm nhận được một ánh mắt đầy oán hận. Đó là một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng, từ từ tiến đến, rèm xe vén lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Long Nữ Vương Phi. Trong xe, tiểu Long Nữ Ngao Thanh Thanh ngồi cùng với Ngạo Lệnh Hồ, con trai của thiếu đạo chủ Ngạo Vi Chính. Ngạo Lệnh Hồ có dung mạo khôi ngô, ánh mắt nhìn tiểu Long Nữ như phát sáng. Ngao Thanh Thanh dịu dàng nói, cảm ơn Lệnh Hồ ca ca. Ngạo Lệnh Hồ càng cười tươi hơn hắn thích giọng nói mềm mại của ngao thanh thanh nghe như muốn tan chảy cả xương các thần đồng lần lượt xuống xe đứng trên bãi đất trống bằng đá xanh mặc cho mưa ướt các đệ tử nội môn và ngoại môn mặc trang phục thần tông kéo dây cảnh giới ngăn không cho người xem tiến lại quá gần dù vậy nhiệt tình của đám đông vẫn không hề giảm sút con đường lên núi chật kín người một tầng lại một tầng trong trong ngoài ngoài đều là người Bông lại một tiếng chung vang lên âm thanh cổ xưa lan tỏa khắp nơi mang theo vẻ tra nghiêm. Ngay lập tức, bãi đất lớn trước cổng thần tông vốn ồn ào náo nhiệt trở nên yên lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về con đường núi bằng đá xanh của càng nguyên thần tông, ẩn hiện trong mây khói. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, mọi người đều im lặng tra nghiêm. Tiếng mưa rơi lột đột trên mặt đất như tiếng cát chảy trong đồng hồ cát. Đột nhiên, tất cả đều ngỡ ngàng như hoa mắt. Dãy núi trùng điệp như rồng cuộn quanh cổng thần tông bỗng nhiên rung chuyển vô số mây khói bị xé toạc. Một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm cả trời đất, khiến vô số hạt mưa như ngưng tụ lại, lơ lửng giữa không trung. Đến rồi, có người vén rèm xe lên, đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chỉ thấy trong nội môn thần tông, trên ngọn núi đầy hoa mai, đột nhiên có một luồng kiếm quang bắn thẳng lên trời. Một bóng áo trắng cửa gió, lao vút trên kiếm quang, lơ lửng giữa không trung ở độ cao vạn trượng. Đó là áp lực khủng khiếp chỉ thuộc về thần thai đại thần, đó là Lữ Thái Bạch, tông chủ Càn Nguyên Thần Tông, một trong những người đứng đầu bản đại thần, những tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp nơi. Nhiều người vén rèm lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng sắc bén đó. Chỉ cần xuất hiện ở đó thôi đã mang lại cảm giác áp bức vô biên. Vương Phi nhìn chằm chằm tông chủ thần tông, trong lòng không khỏi rung động. Khí phách như vậy, nàng chỉ từng thấy ở phu quân của mình, cơ ma lễ. Tô Đạo Linh, bán thánh thần phù và là gia chủ đương nhiệm của Tô Gia, Ánh mắt trầm xuống sâu không lường được đóng cửa mấy chục năm lữ thái bạch càng trở nên đáng sợ cuối cùng tông chủ càng nguyên thần tông lữ thái bạch cũng xuất hiện trong sự mong đợi của mọi người như tiên kiếm đứng trên cao vạn trượng nhìn xuống trần gian tế tổ lữ thái bạch hóa thành kiếm quang nhanh chóng rơi xuống trước cổng vòm càng khôn trong thần tông đại trưởng lão phương Hàng thư nhị trưởng lão triệu phương chu tam trưởng lão đinh tử tứ trưởng lão ký hà sơn các trưởng lão nội môn lần lượt bay ra từ trong cổng đáp xuống trước cổng vòm càng khôn đồng thời các trưởng lão ngoại môn đã chờ sẵn ở phía trước cổng vòm của mặc trang phục cổ xưa bước vào hàng ngũ phía sau lý triệt đang đứng dưới xem rất chăm chú đột nhiên một âm thanh truyền đến tai hắn a triệt lên đây ngươi là trưởng lão thần điêu lĩnh nên ở trên này lý triệt sững sờ nhìn về phía xa nơi lĩnh chủ thần điêu lĩnh công thâu tĩnh quân đang chờ ra mắt đi theo sau nàng là đại trưởng lão đường tiết giáp và ba trưởng lão khác của thần điêu lĩnh lý triệt nghe vậy thấy lục thanh đề nhanh chóng đi tới hành lễ rồi dẫn đường cho hắn lên đài hắn không từ chối đưa ô cho trương nhã sau đó đi đến bên tang quan âm nhéo má hi hi đừng chủ quan hãy thể hiện thật tốt lý triệt mỉm cười sau đó thẳng lưng phủi một dọc nước mưa trên áo đen đi theo lục thanh đề xuyên qua đám đông dưới những ánh mắt ngạc nhiên tiến về phía cổng vòm càng khôn dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và kính trọng lý triệt đến nhập vào hàng ngũ của công thâu tỉnh quân và các trưởng lão thần điêu lĩnh sau đó các trưởng lão thần điêu lĩnh cũng bước lên cùng các trưởng lão của càng nguyên thần tông hội tụ đứng bên cạnh cổng vòm càng khôn tông chủ lữ thái bạch mặc áo trắng tóc bạc bay phấp phới ánh mắt rơi vào lý triệt trưởng lão lý ánh mắt của lữ thái bạch sâu thẳm giữa trán có một đường thần văn Phế miệng hắn nhếch lên tốt lắm trong lòng Lý Triệt hơi kinh hãi chỉ cảm thấy trong lòng ngực mỗi đạo quả như đang rung lên dữ dội nhắc nhở hắn về mối nguy hiểm lớn lao không thể địch lại của người trước mặt ngay cả thanh âm dương thần mục liên và thanh âm của tam tim lưỡng nhận đau cũng đang rung lên Lý Triệt hít sâu một hơi không đánh lại được thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối không thể đối phó với tồn tại như vậy hắn đè nén sự chấn động trong lòng chắp tay nói trưởng lão mới của thần điêu lĩnh Lý Triệt ra mắt tông chủ Lữ Thái Bạch gật đầu, không nói gì thêm. Hắn dẫn đầu các trưởng lão bắt đầu tế bái tổ sư. Quá trình tế tổ do tiêu thiếu thu dẫn dắt, không quá phức tạp. Sau khi hoàn thành các nghi thức, mỗi trưởng lão đều dâng một nén hương vào lư hương đồng xanh đã chuẩn bị sẵn, coi như xong việc. Lễ tế tổ kết thúc, các trưởng lão lần lượt lui ra, ngồi vào ghế thái sư đã chuẩn bị sẵn ở hai bên cổng vòm. Lý Triệt được dẫn đến một chiếc ghế thái sư, ngồi ở cuối hàng của các trưởng lão thần điêu lĩnh dù sao hắn cũng là trưởng lão thứ năm nên ngồi ở chiếc ghế thứ sáu tuy nhiên giữa bốn trưởng lão còn lại đều đã già nua lý triệt trông có vẻ trẻ trung và nổi bật hơn hẳn lý triệt quay đầu nhìn xuống thấy một mảng đen kịt vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khiến hắn không khỏi có cảm giác kỳ lạ hắn thấy hi hi đang được tan quan âm bế nàng chớp chớp đôi mắt to khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn liên tục vẫy tay âm âm sư tỷ đó là phụ thân ta đó là phụ thân ta hi hi phấn khích và vui vẻ không hổ là phụ thân của đại đế hi hi quả nhiên là có khí phách dựa vào đâu mà một tiểu nha đầu từ nơi khác đến lại có thể cướp đi vị trí thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông ánh mắt của ngao thanh thanh lóe lên vẻ kiên quyết ngạo lệnh hồ nắm chặt nắm đấm trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt hắn không thể để một tiểu nha đầu từ nơi khác đến cướp đi vị trí mà hắn khao khát trật tự dưới cổng vòm tiêu thiếu thu mặc áo choàng cổ xưa khuôn mặt già nua đầy vẻ tra nghiêm, trầm giọng nói, âm thanh vang vọng áp chế mọi tiếng xì xào. Lễ tế tổ kết thúc. Tông chủ càng nguyên thần tông lữ Thái Bạch, bắt đầu cuộc khảo hạch để chọn đồ đệ thân truyền thứ sáu. Tiêu thiếu thu tuyên bố. Lữ Thái Bạch đứng dậy khỏi ghế Thái Sư, lúc này không còn chút khí tức sắc bén nào. Áo choàng trắng bay phấp phới, hắn bước đến dưới cổng vòm càng khôn. Ánh mắt sâu thẳm như nuốt chửng tâm trí của mỗi người đây sẽ là đồ đệ cuối cùng của lữ mổ. Các ngươi cũng biết, Thái Bạch thu đồ đệ, luôn luôn là có giáo dục mà không phân biệt, càng nguyên thần tông, dung nạp trăm sông, bất kể ngươi đến từ đâu, đều có tư cách vào môn hạ của ta. Ngoài ra, đồ đệ thân truyền cuối cùng mà lữ mổ thu hôm nay sẽ là thiếu tông chủ tương lai của càng nguyên thần tông. Lữ Thái Bạch nói nhẹ nhàng. Lời vừa dứt, bầu không khí trên bãi đất lớn như bị châm ngòi, gần như nổ tung, không ai ngờ rằng, Lữ Thái Bạch lại trực tiếp thừa nhận điều này. Thậm chí, đồ đệ của Lữ Mỗ lần này không phải người đại cảnh. Câu nói này khiến gió xuân trở nên lạnh lẽo, mưa xuân cũng trở nên dữ dội hơn, nhiều chiếc xe ngựa đang yên tĩnh bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rèm xe bị thổi tung lên. Rõ ràng, lời nói của Lữ Thái Bạch đã gây chấn động đến tâm trí của quá nhiều người, điên rồi. Lữ Thái Bạch, thực sự điên rồi, quyết định này thực sự quá điên rồi, nếu lữ thái bạch thực sự chọn một người không phải đại cảnh làm thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông triều đình đại cảnh chắc chắn sẽ không ngồi yên tuy nhiên khả năng một thần đồng ngoài đại cảnh trở thành đồ đệ thân truyền của lữ thái bạch là rất nhỏ ngao thanh thanh cảm thấy cơ hội của mình đột nhiên lớn hơn rất nhiều lữ thái bạch không quan tâm đến cảm xúc và thái độ của các thần đồng ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người như một hồ kiếm tĩnh lặng không gợn sóng vì vậy cuộc khảo hạch lần này gồm ba vòng thi về thiên phú thi về tâm tính và trấn áp thần miếu mỗi vòng sẽ loại bớt một số người vòng đầu tiên là khảo hạch thiên phú người vượt qua sẽ vào vòng khảo hạch tâm tính sau vòng khảo hạch tâm tính chỉ có ba người được vào vòng trấn áp thần miếu lữ thái bạch nói cuối cùng hắn cũng công bố quy tắc của cuộc khảo hạch mà mọi người đang đoán già đoán non trong khi ngồi trên ghế trưởng lão áo đen của lý triệt bay phấp phới trong gió tóc đen như tia chớp liên tục quất vào không trung hắn nhìn vòng xoáy được tạo ra bởi thần tính phun ra từ tấm biển càng khôn đạo vận. Nghe quy tắc do tông chủ Lữ Thái Bạch công bố, vẻ mặt hắn không khỏi trở nên kỳ lạ. Không giới hạn quy tắc, không phản đối gian lận, có biện pháp nào để tăng cường thiên phú, cứ việc sử dụng, Lý Triệt liếc nhìn Lữ Thái Bạch. Hắn nghi ngờ không biết có phải phu nhân tông chủ đã nói gì với tông chủ hay không hoặc có thể lần trước hắn giúp Hi Hi vượt qua thử thách của phu nhân tông chủ đã bị tông chủ phát hiện. Quy tắc này dường như không phải dành cho các thần đồng, mà là được thiết kế riêng cho hai phụ tử hắn, lý triệt nào chịu nổi thử thách như vậy. Lữ Thái Bạch ngồi xuống ghế tông chủ, áo trắng bay phấp phới. Hãy dùng hết sức mình để bộc lộ giới hạn của các ngươi. Hãy dùng thiên phú của các ngươi để tổ sư gia mở mang tầm mắt. Dãy núi ly miên trắng ngang sâu trong thành càng nguyên đạo. Những tầng mây chỉ nặng nề chất chồng, như tấm gương nước phản chiếu dãy càng nguyên mờ ảo trong mây khói, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Mưa xuân vẫn rơi lất phất, điểm xuyết lên những đóa mai trên đỉnh núi, như vài nét chấm phá bằng màu phấn trong bức tranh thủy mặc. Trước sơn môn thần tông, chiếc cổng vòm bằng ngọc trắng trắng ngang, hai chữ, càng khôn, tỏa sáng rực rỡ. Thần tính mênh mông tuôn trào từ trong đó, hội tụ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bằng thần tính trắng ở phía trước, như phản chiếu một bức tranh kỳ ảo. Nhìn xuyên qua cơn lốc xoáy thần tính ấy, có thể thấy phía sau nó như một tiểu động thiên. Khoảng sân lớn trước cổng vòm, mưa bay như sợi tóc không ngừng rơi xuống, nhưng không thể xua tan đi cảm xúc phấn khích của các thần đồng. Bảo Tổ sư gia mở mắt sao, mở mắt thế nào? Uống thuốc có được không? Được chứ, tông chủ Thái Bạch không phải đã nói rồi sao? Thử thách thiên phú ở đây liên quan đến 6 lĩnh vực: võ đạo, thần tính, thần điêu, thần phù, thần binh. Đó cũng là 6 lĩnh vực chính của tu hành hiện nay không giới hạn thủ đoạn chỉ cần thể hiện được giới hạn thiên phú tuy nhiên dùng đến biện pháp bộc phát thiên phú thì chắc sẽ có hại cho cơ thể nhỉ rất nhiều thần đồng tụng lại ríu rít bàn tán đều là trẻ con cả gặp chuyện thú vị thì không thể kìm nén được sự tò mò ngoại trừ bọn trẻ không ít phụ huynh đi cùng cũng thay đổi sắc mặt lữ thái bạch ngồi ở vị trí tông chủ luồng khí từ trong cổng càng không thổi bay tà áo trắng của ông phấp phới ông mỉm cười nói Yên tâm, tiểu thiên địa càng khôn do tổ sư gia khai mở, có đạo vận lan tỏa khắp trong đó. Mọi bộc phát thiên phú các ngươi thực hiện sẽ được lực đạo vận huyền kỳ hóa giải, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể các ngươi. Đạo vận, đó là sức mạnh mà chỉ những người cấp bậc thần kiếp cảnh mới có thể chạm tới. Lữ Thái Bạch đã nói có đạo vận bảo đảm, thì chắc chắn không phải nói khoác. Tâm tư của nhiều thần đồng cũng không khỏi sao động các hộ đạo giả đi cùng các thần đồng từ thần đô công thâu thế gia thiên đan thần tông huyền phù thần tông ánh mắt đều lóe lên lần lượt gọi thần đồng của mình đến bắt đầu âm thầm sắp xếp bảo vật đan dược thần phù để bộc phát thiên phú hầu như tất cả các bậc trưởng bối của các thần đồng đều bắt đầu chuẩn bị và sắp xếp tan quan âm bế hi hi đứng lặng trong mưa gió lúc này lại có chút mờ mịt hi hi cũng mở to mắt chớp chớp vài cái không khỏi ngẩn ngơ âm âm sư tỷ hi hi sắp thua thiệt rồi hi hi mím môi nói nhà hi hi nghèo lắm phụ thân mới vừa làm trưởng lão lấy đâu ra đan dược thần phù để tăng cường thiên phú xong rồi hi hi đại đế sắp bị trấn áp rồi tan quan âm cũng lặng người không biết đáp lại thế nào sự thay đổi quy tắc này thực sự khiến tan quan âm có chút bất ngờ cha mẹ nàng tuy có địa vị khá cao trong tan gia nhưng những thứ như thần đan thần phù có thể nâng cao hoặc bộc phát thiên phú dù chỉ trong thời gian ngắn đều là bảo vật cực kỳ quý giá không phải cứ muốn tặng là tặng được tang quan âm quay đầu nhìn bị nguyên long phía sau bị nguyên long xoa đầu cũng không khỏi ngẩn ngơ hắn vốn dĩ để tu luyện ở càng nguyên thần tông tài nguyên còn không đủ dùng cơ bản là sống kiểu xài hết lương tháng lấy đâu ra đồ tốt để thay đổi thiên phú chứ trong khoảnh khắc bầu không khí trở nên trầm lắng trương nhã đứng bên cạnh hai người nét mặt cũng có chút thay đổi vô thượng đại tông sư nhiếp dương nhíu mày không ngờ lần thảo hạch này lại có bước như vậy hắn nhiếp dương cũng rất nghèo phải làm sao đây trương nhã lập tức có vài phần lo lắng con gái không thua kém về thiên phú mà lại thua kém về tài nguyên tu hành cha mẹ có thể cung cấp điều này khiến trương nhã cảm thấy vô cùng tự trách và đau khổ phu nhân phu nhân mang theo tiểu thư đi tìm lão gia trương nhã đón hi hi từ trong lòng tang quan âm vội vàng chen qua đám đông tiến về phía lý triệt đang ngồi ở vị trí trưởng lão thần điêu lĩnh dưới cổng vòm phu quân trương nhã hạ giọng gọi nhưng vừa cất tiếng lập tức thu hút ánh mắt từ khắp các hướng dù sao vị trí của lý triệt thực sự quá nổi bật chỉ trong nháy mắt dường như có hàng vạn ánh mắt cùng lúc nhìn tới khiến trương nhã cảm thấy áp lực vô cùng lớn ập đến như sóng biển tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc một luồng khí ấm áp đã bao phủ toàn thân nàng giúp nàng xua tan cảm giác căng thẳng và áp bức lý triệt đã bước xuống khỏi vị trí trưởng lão ông lấy eo trương nhã và đón hi hi từ trong lòng nàng phu quân trương nhã không quan tâm đến ánh mắt của mọi người không khỏi khẽ gọi yên tâm ta biết mà lý triệt xoa đầu trương nhã âu yếm sau đó nhìn hi hi phu nhân nàng nên tin vào thiên phú của hi hi chúng ta dù không có biện pháp tăng cường thiên phú hi hi của chúng ta vẫn có cơ hội nổi bật trong vòng khảo hạch thiên phú đầu tiên có lẽ Mọi người đều dùng đến biện pháp tăng cường thiên phú, nhưng Hi Hi của chúng ta không dùng gì cả, chỉ dựa vào thiên phú vô song của bản thân để vượt qua đối thủ, chẳng phải càng khiến tổ sư gia kinh ngạc và mở mắt sao? Nghe vậy, đôi mắt to tròn của Hi Hi lập tức sáng lên. "Hi Hi, con có tự tin không? Dù nhà chúng ta nghèo, không có đan dược, thần phù, bí thuật để nâng cao thiên phú, nhưng phụ thân có một trái tim nóng bỏng tin tưởng con, chúng ta sẽ dùng thiên phú thực sự để chiến thắng đối thủ, khiến họ hiểu." thế nào mới là thiên tài, để tổ sư gia mở mắt, xem thế nào là thiên tư vô song thuần túy, hi hi đại đế của nhà ta, chính là dùng thiên phú thuần túy để càng quét. Lòng bàn tay Lý Triệt vỗ lên bờ vai nhỏ bé của Hi Hi, giọng điệu kiên định, ánh mắt như sắt. Thần tính vô cấu tâm điên cuồng tuôn vào cơ thể Hi Hi, còn kèm theo vài viên cờ phi lôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hi lập tức đỏ bừng. Cơ thể nhỏ bé rung lên dữ dội. A i a, hi hi đại đế sắp bùng cháy rồi những lời phụ thân nói thật có lý hi hi đại đế cần gì ngoại lực cần gì thần đan thần phù bí thuật để kích hoạt thiên phú nghèo thì có gì đáng sợ thiên phú của hi hi đại đế rất lợi hại nhất định có thể vượt qua vòng khảo hạch thứ hai phụ thân hi hi sẽ cố gắng hi hi nắm chặt nắm đấm nhỏ nói rất nghiêm túc dưới cổng vòm mấy vị trưởng lão của thần điêu lĩnh nghe vậy không khỏi nhìn nhau khẽ thở dài. Lý trưởng lão, thật là quá chính trực. Đáng tiếc, Lý trưởng lão vừa mới trở thành trưởng lão thần điêu lĩnh, chưa kiếm được bao nhiêu tài nguyên, nếu không cũng có thể gom góp được một viên thần đang tăng cường thiên phú. Hơn nữa, có lẽ Lý trưởng lão cũng chưa thử điêu khắc thần điêu tăng cường thiên phú, hi hi, đứa trẻ ngoan biết bao, người nghèo chí không nghèo. Tương lai không thể đo lường, mấy vị trưởng lão nhẹ giọng trò chuyện. Lĩnh chủ thần điêu lĩnh công thâu tỉnh quân hơi nhíu mày, đứng dậy vung tay trên khối ngọc càng khôn một lọ ngọc đen xuất hiện trong tay ông a à, triệt đây là một viên thần đan có thể tạm thời tăng cường thần tính nâng cao trụ thần tính tử khí lên khoảng 10 thước đem cho đứa trẻ dùng đi ta cũng sợ thần đan phẩm cấp quá cao cơ thể nhỏ bé của hi hi không chịu nổi công thâu tỉnh quân trầm giọng nói nghe vậy trong mắt lý triệt không khỏi lóe lên một ti kinh ngạc hắn vội vàng cảm ơn tuy nhiên hi hi đã được lý triệt khơi dậy ý chí chiến đấu cả người như ngọn lửa nhỏ bùng cháy nắm chặt nắm đấm nhỏ không phụ thân hi hi không cần hi hi đại đế muốn dựa vào bản lĩnh của mình hi hi nói bằng giọng non nớt công thâu tỉnh quân lập tức sửng sốt lý triệt cũng cười bé hi hi nhìn công thâu tỉnh quân cảm ơn lĩnh chủ đã trợ giúp nhưng như hi hi nói nó có tự tin và muốn dựa vào chính mình hảo khí phách hi hi nếu ngươi không thể trở thành truyền nhân của tông chủ thì hãy đến thần điêu lĩnh, lão phu sẽ đích thân dạy dỗ ngươi." Công Thâu Tĩnh Quân vuốt râu cười lớn. Vì Lý Triệt Bế hi hi đứng trước cổng vòm, cơ bản là từ chối sự trợ giúp của Công Thâu Tĩnh Quân dưới ánh mắt của mọi người. Không ít thần đồng lập tức nhíu mày. Công Thâu Vấn Thiên, thần đồng của Công Thâu Thế Gia, đã nhận thần điêu và thần đan do hộ đạo giả trong tộc sắp xếp, lúc này thấy hi hi từ chối thần đan, cũng không chút do dự đẩy thần đan đi. Lý Noãn Hi không cần ta công thâu vấn thiên cần gì công thâu vấn thiên cười nhạt tự tin vô cùng nàng có tự tin dựa vào thiên phú bản thân để áp đảo ta công thâu vấn thiên cũng có thể công thâu vấn thiên quá kiêu ngạo hộ đạo giả của công thâu thế gia nhìn mà không nói nên lời công tử đừng đùa nếu có thể trở thành truyền nhân của tông chủ thái bạch sẽ có lợi rất lớn cho công tử trong việc tranh giành vị trí gia chủ sau này ta vấn thiên không cần trên khuôn mặt tuấn tú của Công Thâu Vấn Thiên lộ ra vẻ khinh thường. "Vậy công tử, ngài cứ mang theo thần đan và thần điêu, nếu thật sự không cần thì đừng dùng, còn nếu thật sự cần thì có thể cứu vãn." Nghe vậy, Công Thâu Vấn Thiên không từ chối nữa, quét một cái, thu hết những thứ tốt đẹp này vào ngọc càng khôn. Trong số các thần đồng cũng có không ít người kiêu ngạo như Công Thâu Vấn Thiên, đều hô hào muốn dựa vào thiên phú của mình để tổ sư gia mở mắt. Tuy nhiên, sau khi bị trưởng bối trong tộc quở trách, họ cũng ngoan ngoãn trở lại. Tại chỗ đổ của nhiều chiếc xe ngựa. Lão Trần ngồi trên càng xe, ngậm tẩu thuốc, thở dài một hơi. Hi hi, thật là hiểu chuyện. Con nhà nghèo sớm lo toan trong xe ngựa, một bà bà cũng thở dài tiếc nuối, xót xa cho hi hi. Là người chứng kiến hi hi lớn lên, một bà bà hiểu rất rõ sự vất vả của cả gia đình hi hi, họ đã dùng hết sức mình để đạt được thành tựu như ngày hôm nay lý thanh sơn ngồi cùng một bà bà trong xe ngựa thì đảo mắt các ngươi đều bị lý triệt lừa rồi lý thanh sơn đồng nghiệp mặt mèo của lý triệt người hiểu rõ nhất về thủ đoạn và sức mạnh của lý triệt không tin rằng lý triệt lại không chuẩn bị gì cho hi hi ngưu ma chính là âm số một của địa phủ nhìn xem ngay cả công thâu vấn thiên người được coi là hạt giống số một lần này cũng bị lừa mất một nửa dưới cổng vòm đạo vận bằng ngọc trắng Lữ Thái Bạch ngồi trên ghế thái sư, khóe miệng hơi co rút. Trong toàn trường, chỉ có thần thức của ông là cảm nhận rõ ràng nhất, Lý Triệt đang chính nghĩa lẫm liệt khuyên bảo Hi Hi dùng thiên phú của mình, nhưng thực tế, tay của Lý Triệt không hề ngừng lại. Lý Triệt đưa cái gì vào cơ thể Hi Hi? Thần tính sao? Trong mắt Lữ Thái Bạch lóe lên một tia khác lạ. Đang. Một tiếng chuông vang lên. Sóng âm lan tỏa, mưa xuân nổ tung lữ thái bạch ngồi trên ghế trầm giọng nói như có kiếm khí phun ra từ miệng mang theo vẻ sắc bén khiến mọi người đều im lặng không dám có dị động được rồi thời gian chuẩn bị kết thúc bây giờ tất cả các thần đồng muốn tham gia khảo hạch hãy tiến vào tiểu động thiên càng khôn lữ thái bạch nói lời nói vang vọng như kiếm khí chém vào sắt thép âm vang dứt khoát khi hi đã tràn đầy ý chí chiến đấu nghe thấy lời lữ thái bạch trực tiếp tục xuống khỏi lòng lý triệt lúc này nàng ở gần lối vào cơn lốc xoáy của tiểu động thiên nhất đôi chân nhỏ liên tục dẫm bước lao về phía tiểu động thiên ông 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 hi hi không thèm nhìn cứ thế lao đầu vào trong không có bất kỳ trở ngại nào nàng dễ dàng chui tọt vào trong lữ thái bạch ngồi trên ghế đột nhiên vạn người sửng sốt nhìn hi hi nhẹ nhàng xuyên qua lối vào tiểu động thiên tiểu nha đầu này công thâu vấn thiên thấy hi hi vào tiểu động thiên trước mình hơi nhíu mày lý noãn hi này ăn gian nàng chen lên hàng đầu, cướp được vị trí vào cửa tốt nhất. Công thâu vấn thiên cầm con dao khắc ngắn trong tay, vung lên như dao bướm, sau đó, bốp, một tiếng nắm chặt lấy, mũi chân điểm nhẹ, khí huyết trong cơ thể bùng nổ dữ dội. Nước xuân tích tụ dưới mặt đất nổ tung, vô số dọc nước trắng mờ bắn lên. Cả người hắn như mũi tên rời cung, xuyên qua đám đông, nhảy vọt lên, hai chân liên tục bật nhảy, như dẫm lên những giọt mưa, làm chúng nổ tung thành một chuỗi. Ngay khi công thâu vấn thiên lao đi, cổ hà, thần đồng của thiên đan thần tông, một thiếu niên đeo tám chiếc lọ ngọc bên hông, cũng cười khẽ, búng ngón tay, một viên đan dược bay lên như hạt đậu, được hắn nuốt chửng. Ngay lập tức, xung quanh hắn có gió nổi lên, đẩy cả người hắn lao đi, bám sát theo sau công thâu vấn thiên. Lữ Thanh Huyền, người đứng đầu bản trữ long của thiên đan thần tông, đeo một thanh kiếm bên hông, bước nhẹ một bước, kiếm qua như bùng nổ dưới bàn chân, ánh sáng lưu chuyển cả người hắn như cưỡi kiếm lao vút đi, kèm theo tiếng kiếm ngân vang dội. Huyền Nguyệt, một thiếu nữ đáng yêu đến từ huyền phù thần tông, le lưỡi, vỗ một tấm thần phù, thần tính dao động, cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở phía trước mọi người. Ninh Thải Hà của thất bảo thần tông, Dương Nghệ đứng thứ hai bản triểu long, cháu của đạo chủ nhạc lệnh hồ, thiết thiện tài, những thần đồng có tên trong bản cá cược đều lần lượt lao ra. ầm 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 ầm, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, gió loạn gào thét luồng khí cuồng bạo vô số cơn mưa xuân rơi từ tầng mây chì cao vạn trượng lập tức nổ tung thành những dọc nước phấn công thâu vấn thiên cười lạnh nhìn huyền nguyệt vượt qua mình chơi thần phù đúng là gian lận hắn nắm chặt tay khí huyết cuộn trào tốc độ lại tăng vọt đâm vào luồng khí như có một cơn sóng khí trắng cuộn quanh người hắn chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua huyền nguyệt người vừa sử dụng thần phù để dịch chuyển đâm sầm vào cơn lốc xoáy ở lối vào tiểu động thiên càng nguyên ngay giây tiếp theo đồng tử của công thâu vấn thiên đột nhiên co rút, nụ cười lạnh lùng trên mặt biến mất không dấu vết, cả người hắn chỉ cảm thấy như có một áp lực kinh khủng đè xuống, giống như núi non sụp đổ, sau đó, hắn cảm nhận được như có một bức tường không khí vô hình trắng trước mặt. Tường khí không cứng, nhưng cả người hắn đâm sầm vào đó như bị mắc kẹt. Kết, kết, gân cốt phát ra tiếng keo đau đớn không chịu nổi, da thịt khắp cơ thể như bị lực cản mạnh mẽ làm cho rung lên thành từng đợt sóng điều quan trọng nhất là khuôn mặt túng tú của công thâu vấn thiên sống mũi cao thẳng gần như ngay lập tức bị biến dạng dữ dội miệng bị ngoại lực ép buộc trực tiếp vặn vẹo lên trên ầm một tiếng nổ vang dữ dội như một chiếc xe ngựa lao nhanh đâm sầm vào vách núi gây ra vụ nổ tung tóe như xe hủy người chết vèo 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 các thần đồng phía sau công thâu vấn thiên đều rùng mình thấy thảm trạng của hắn vội vàng dừng lại nhưng tốc độ quá nhanh những thần đồng sử dụng thần đan thần phù kiếm quang để tăng tốc thì kịp thời dừng lại còn những thần đồng dựa vào sức mạnh của cơ thể và khí huyết để bùng nổ tốc độ thì không kịp dừng lại. Ví dụ như cháu của đạo chủ Nhạc Lệnh Hồ và tiểu long nữ Ngao Thanh Thanh của Long thần nhất mạch. Hai người họ đi ngay sau công thâu vấn thiên, đâm sầm vào chướng ngại vô hình ở lối vào. Công thâu vấn thiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, một trái tim đạo kiêu ngạo, vào lúc này, như có chút giống như thủy tinh bị đập vỡ, đầy những vết nứt đang xen. Người kiêu ngạo, trong lòng không chịu nổi chút xấu hổ nào hắn hít một hơi ổn định cơ thể mặt hơi co giật dùng sức mạnh của cơ bắp để chỉnh lại xương mũi và miệng bị vẹo tại sao tại sao tiểu nha đầu đó lại nhẹ nhàng đi qua được công thâu vấn thiên hít sâu một hơi chậm rãi bước đi chịu áp lực tiến về phía trước rất nhanh đã xuyên qua bức tường không khí vô hình sau đó cổ hà huyền nguyệt lữ thanh huyền và các thần đồng khác cũng lần lượt xuyên qua chỉ một tình huống nhỏ khi vào tiểu động thiên càng khôn đã khiến không ít tu sĩ mạnh mẽ có mặt ở đó trong lòng hơi chấn động, họ cảm nhận được điều gì đó không đúng. Tiểu nha đầu đó dường như vào rất nhẹ nhàng, nhiều cường giả của các đại thế lực dường như nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Nghĩ đến tiểu nha đầu lưu miệng hô hào muốn dựa vào thiên phú của bản thân, trấn áp tất cả những thần đồng, gian lận, không ít người trong lòng không khỏi rung lên. Mưa xuân dần trở nên dữ dội, ào trút xuống, đập vào những viên ngói đen trên bảo lâu của Khâm Thiên Giám, làm bắn lên những làn sương mờ như phủ lên toàn bộ lầu các một tấm màn trắng. Trên tầng cao, tại lan can. Gió xuân thổi nhẹ qua hành lang, làm yên những luồng hơi nóng từ lò than đang đun sôi nước. Nước mưa tụ lại thành màn, trút xuống như chuỗi ngọc từ mái hiên cao vút của bảo lâu. Hồng thạch Phật, giám chính của khâm thiên giám đạo thành, đang ngồi xếp bằng trên ghế, trước mặt là bàn cờ gỗ mung. Rõ ràng, đây là một bàn cờ mới, bàn cờ lần trước chơi với Lữ Thái Bạch đã gãy làm đôi, đang bị vứt ở góc tường. Đột nhiên, màn nước mỏng đang xen bị xé toạc. Một bóng dáng béo mập, đầy vẻ tươi cười rạng rỡ, khí huyết chấn động, xé toạc màn nước dưới mái hiên của khâm thiên giám, mặc một bộ trang phục gấm hoa, lơ lửng trên không. Giám chính, không biết bản quan có cơ hội cùng ngài đánh cờ một ván không? Đạo chủ nhạc Hoàng Long cười hiền lành hỏi. Muốn đánh thì vào, đừng giả vờ giả vịt nữa, bao nhiêu năm rồi, ai còn không hiểu ai, giám chính lắc đầu, Thu từng quân cờ trên bàn lại, thở dài, xem ra lại phải đổi bàn cờ mới rồi. Nhạc Hoàng Long tìm một chỗ ngồi xuống, hương trầm thoang thoảng, ngón tay mũm mĩm nhặt một quân cờ trắng, đặt vào vị trí sao trên bàn cờ. Giám Chính Hồng Thạch Phật cũng nhặt một quân cờ, đặt vào bàn. Lách tách lách tách trong lầu các yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ của quân cờ rơi trên bàn vang vọng. Giám Chính nheo mắt, cầm quân đen đặt xuống, ăn một quân trắng của Nhạc Hoàng Long. Nhạc Hoàng Long cười nheo mắt, Nhặt một quân cờ đặt vào vị trí khác, phản đòn ăn lại một quân cờ. Giám chính, lần này Khâm Thiên Giám không phái thần đồng nào đi tranh tài sao, Tông Chủ Thái Bạch lần này chiêu mộ truyền nhân, chính là đang rầm rộ lựa chọn người kế thừa càng nguyên thần Tông. Ngay cả tiểu động thiên của biển hiệu đạo vận càng khôn cũng được mở ra, Nhạc Hoàng Long cười nói. Giám chính già mặt vô cùng nghiêm túc, đặt một quân cờ xuống, nheo mắt lại, tranh gì mà tranh. Khâm Thiên Giám đạo thành, không có mầm non tốt nào cũng không cần tranh, nếu Lữ Thái Bạch tự mình chọn, thì còn có thể nói là không phân biệt đối xử, nhưng kiếm của tên đó, chưa bao giờ nói quy của gì, dám chính già hồng thạch Phật nhìn chầm chầm vào ngón tay mũm mỉm của nhạc Hoàng Long đang lần lượt lấy đi một mảng lớn quân cờ của ông, mặt hơi co giật, lại có chút muốn vung bàn cờ đập vào mặt nhạc Hoàng Long. Ăn cờ của ông mà còn cười nheo mắt. Cười cái gì mà cười, ồ. Chẳng lẽ để vị trí thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông rơi vào tay dị tộc sao, nhạc hoàng long lại đặt một quân cờ xuống chuẩn bị chém đứt con rồng lớn của giám chính chết tiệt giám chính già hồng thạch phật cảm thấy bàn cờ đang gọi bàn tay của ông chỉ con cá chạch nhỏ đó xứng sao giám chính già hừ lạnh Ô, ngón tay mũm mĩm của nhạc hoàng long đặt một quân cờ xuống cố ý đi một nước cờ sai khiến con rồng lớn của giám chính sống lại sau đó hỏi mạo muội hỏi một chút giám chính xem trọng ai giám chính liếc nhìn nước cờ sai đó vút râu cười, nắm chặt bàn cờ từ từ thả lỏng. Công thâu vấn thiên. Cổ hà. Huyền nguyệt. Hay là, Lữ Thanh Huyền, nhạc hoàng long hỏi. Công thâu vấn thiên. Đậu hủ đạo tâm kiêu ngạo của công thâu gia, dám chính hồng thạch Phật hừ lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, có thể qua được ải thiên phú, nhưng ải tâm tính thì hơi khó, nếu vượt qua được ải tâm tính, thì có chút cơ hội. Nghe vậy, nhạc hoàng long lại đặt một quân cờ xuống còn người nhà ngươi càng không có hy vọng ải thiên phú cũng khó qua nhạc hoàng long nhíu mày lại đi một nước cờ sai khiến con rồng lớn của hồng thạch phật hoàn toàn sống lại bắt đầu đại sát tứ phương không biết trong số những thần đồng này dám chính xem trọng ai nhất nhạc hoàng long ném hai quân cờ vào bàn dám chính hồng thạch phật vuốt râu cười quả nhiên đạo chủ chính là đạo chủ người làm quan vẫn dễ nói chuyện hơn kẻ chơi kiếm ai xem trọng nhất hồng thạch phật đứng dậy đi đến lan can nhìn ra màn mưa khói mịt mờ có đại đạo che mờ như sương lão phu bấm ngón tay đến mức sắp chuột rút rồi thật sự không nhìn thấu được hi hi lao vào tiểu động thiên càng khôn khi đâm vào chướng ngại vô hình của tiểu động thiên nàng thực sự cảm thấy có chút cản trở và áp lực nhưng hi hi đầy ý chí chiến đấu cơ thể mạnh mẽ trực tiếp chịu đựng sự cản trở và đau đớn cứng rắn đâm xuyên qua chướng ngại ở lối vào Hi Hi biết mình không có thủ đoạn để tăng cường thiên phú, chỉ có thể dựa vào thiên phú thuần túy của Hi Hi đại đế, không còn cách nào khác. Hi Hi đại đế lúc nhỏ nhà nghèo, chỉ có thể dựa vào thiên phú, chẳng lẽ lại dựa vào biến dị sao? Hi Hi không thể để phụ thân và mẫu thân thất vọng, ngươi có thể làm được, ngươi chính là Hi Hi đại đế, người đã giành hạng nhất trong lần cộng hưởng thần linh ở miếu Tam Thái tử, được phụ thân khen ngợi là thần đồng ba tốt. Hi Hi xoay cánh tay, nắm chặt nắm đấm nhỏ. Mái tóc đen bay phấp phới, đôi mắt to tròn sáng rực ý chí chiến đấu bùng cháy sau khi vào tiểu động thiên càng khôn nàng nhìn xung quanh thấy một cầu thang trải dài trước mặt mình hi hi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cầu thang một hai ba nhiều quá hi hi đếm không xuể hi hi đếm được vài bậc rồi bỏ cuộc nàng nheo mắt nhìn lên thấy trên bậc thang cao nhất có một bức tượng thần điêu đang ngồi nhìn ra xa đó là tổ sư gia sao phải lao đến trước mặt tổ sư gia để người mở mắt sao như vậy thiên phú của hi hi mới được công nhận vượt qua ải thiên phú hi hi bước đôi chân nhỏ lên bậc thang ngọc trắng một áp lực vô hình đè lên người nàng hi hi ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu mình một cột thần tính tử khí dâng cao tận trời nhưng dường như đã triệt tiêu được vài phần áp lực vô hình từ bậc thang ngọc trắng bịch 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 liên tiếp bước lên vài bậc thang hi hi thấy cột thần tính tử khí của mình rung lắc liên tục bị suy yếu đi vài phần nếu cột thần tính tử khí bị suy yếu hết thì có phải là kết thúc ải thiên phú không hi hi suy nghĩ thì ra là vậy tông chủ nói không giới hạn thủ đoạn để nâng cao giới hạn thiên phú là ý này cần liên tục tăng cường cột thần tính tử khí tức là cần phải vắt kiệt tất cả thiên phú dùng hết mọi thủ đoạn cũng không sao võ đạo thần tính thần phù thần đan thần điêu thần binh thiên phú ở sáu lĩnh vực này đều có thể nâng cao cột thần tính tử khí nhưng thiên phú của một người trong một lĩnh vực nào đó là có giới hạn vì vậy thử thách này giống như muốn kiểm tra giới hạn thiên phú của một người hi hi hiếp sâu một hơi không vội leo cầu thang nàng đứng tại chỗ bắt đầu giao tiếp với tiểu súng và tiểu gạch trong tay trước tiên hãy phát huy tối đa thiên phú ở hạng mục thần binh hi hi quả thực nhà nghèo nhưng thần binh sớm đã ở trong cơ thể hi hi thuộc về hi hi đó cũng được coi là thiên phú bản thân của hi hi không tính là gian lận hi hi có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân ầm thần tính màu tím đậm từ xà mâu hỏa tim thương và kim chuyển đã thần gạch cuồn cuộn tuôn ra. Đồng thời, một liên phong hỏa kim quan luân giấu trong bàn chân nhỏ của Hi Hi cũng bắt đầu rung lên, phát ra thần tính tử khí, truyền vào cột thần tính tử khí trên đỉnh đầu Hi Hi, cột thần tính, thô to hơn vài phần. Từ độ dày bằng ngón tay, đột nhiên lớn đến độ dày bằng cánh tay của trẻ sơ sinh. Đôi mắt Hi Hi sáng lên. Nàng bắt đầu suy nghĩ xem mình còn con ác chủ bài nào đột nhiên. Trong lòng bàn tay Hi Hi xuất hiện một quân cờ trắng. Nàng chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra, đây là phụ thân để lại cho nàng. Nghiền nát, dường như có giọng nói của phụ thân vang lên bên tai Hi Hi. Hi Hi ngoan nhất, nghe lời nhất, giây tiếp theo, Hi Hi không chút do dự. Lập tức nghiền nát quân cờ trắng. Trên đỉnh cầu thang, bức tượng thần điêu của Tổ sư gia Càn Nguyên thần tông phát ra ánh sáng rực rỡ. Xà Mâu hỏa tim thương kim chuyển đã thần gạch. Ngục liên phong hỏa kim quang luân. Tay đánh đầu tiên của thần miếu, tam thái tử, ở kim quang phủ chạy đến rồi sao, đột nhiên. Bức tượng thần điêu của tổ sư gia càng nguyên thần tông rung lắc dữ dội chờ đã, đây là đạo vận. Càng khôn tiểu động thiên. Nội có càng khôn, thần bí độc đáo. Càng nguyên thần tông tổ sư gia, tọa hóa sau khi lấy đạo vận bản thân khai phá ra một không gian độc đáo có điểm tương tự với quỷ khuyết của quỷ dị miếu chỉ bất quá quỷ khuyết là bởi vì thần tính khuyết tán cùng nhiễm quỷ khuyết rộng lớn hay không thì là có quan hệ rất lớn với thần tính vị giai của quỷ dị miếu miếu thần một ít quỷ dị miếu lớn thậm chí có thể tìm kiếm được một ít thần tính tinh quạng mạch mà thần tính tinh chính là từ trong đó tìm kiếm được mười đô quỷ dị miếu không có quỷ khuyết từ cửu diệu bắt đầu thì có thể ra đời quỷ khuyết sinh ra thần tính tinh trợ lực nhân gian tu sĩ tu hành mà ở trong quỷ khuyết luận đại giám chính là biểu đạt một cái suy đoán suy đoán rất nhiều quỷ dị miếu quỷ khuyết kia kỳ thật là một địa phương chỉ bất quá cho tới nay cũng chưa từng hoàn toàn chứng minh được cái quan điểm này quỷ khuyết luận cũng đem quỷ khuyết của quỷ dị miếu cùng tiểu động thiên của thần kiếp tu sĩ tiến hành so sánh trên thực tế tiểu động thiên của thần kiếp cảnh tu sĩ chính là thần kiếp tu sĩ lấy đạo vận đế tạo khai phá dùng để tránh né cùng kháng cự tam tai cửu kiếp địa phương. Tóm lại, tiểu động thiên chính là thần kiếp tu sĩ tránh nạn địa. Đùng 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 thang trời bạch ngọc một đường kéo dài đến vị trí cực cao, phản phất đạt tới phía trên tiểu động thiên. Một đường đếm lên, vạn bậc không chỉ. Phản phất một đầu long lân mở ra, chói lọi long xà, quanh co thẳng lên, không thấy đầu, ẩn giấu trong khói mây. Mà ở trên đỉnh thang trời bạch ngọc, thần điêu của càng nguyên thần tông tổ sư gia chính là ngồi ở trên đó, giờ phút này, toàn bộ tượng điêu khắc đang lấy tư thái rất nhỏ run rẩy. Bạch Ngọc biển dưới càng nguyên thần tông sơn môn. Đạo vận biển dưới. Lữ Thái Bạch ngồi ở trên ghế thái sư của tông chủ, tóc bạc nhẹ nhàng bay trong gió, trong mắt phản phất có vô số kiếm quang đang xen lóe lên, chiếu ra dáng vẻ của một bức tượng tổ sư gia điêu khắc. Lông mày hơi nhíu, trong lòng không khỏi toát ra một tia kinh nghi. Bốn ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, thoáng cái, phản phất có một cổ liên hệ vô hình thành lập, bậc thang cao nhất, bài biện tổ sư gia thần điêu mới rốt cuộc là chậm rãi bình tĩnh lại, không còn chấn động run rẩy. Mặc dù tần suất thần điêu của tổ sư gia run rẩy không lớn có điều trên thực tế, ý nghĩa đại biểu lại không tầm thường. Dựa theo tần suất chấn động này tiếp tục, có khả năng không bao lâu sau, tổ sư gia sẽ mở mắt nhưng hi hi bất quá là cái đầu tiên tiến vào bên trong tiểu động thiên thần đồng A. Mới cái thứ nhất thần đồng xuất hiện, tổ sư gia liền mở mắt những thần đồng phía sau đó còn cần triển lộ thiên phú sao, cho nên, lữ thái bạch tự nhiên không thể mặc cho loại tình huống này xuất hiện, tổ sư gia mở mắt, không thể mở mắt sớm như vậy chứ, lửa thái bạch phải hơi hơi nâng cao giới hạn trên cảm ứng thiên phú của tổ sư gia thần điêu. Lữ Thái Bạch ngồi ở trên ghế, tóc bạc như thác nước nghiêng đổ xuống, trong gió xuân lay động, hơi lay động bay lên. Ngón tay thon dài của hắn hơi hơi gõ ở trên ghế chỉ là hơi nâng cao một chút giới hạn trên về cảm giác thiên phú của tổ sư gia, vấn đề hẳn là không lớn những thần đồng kia, mang không ít thủ đoạn tiến vào, hẳn là có thể kích thích đến tổ sư gia chứ, ầm 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 mây chì chất đống ở trên bầu trời, dòng mây nặng nề không ngừng cuồn cuộn, từng viên mưa châu thực chất từ trong tầng mây nhảy ra, lấy tư thái hào phóng, đâm vào nhân gian. Lý Triệt ngồi ở dưới bạch ngọc biển, ở trên ghế đại biểu thân phận trưởng lão của Càn Nguyên Thần Tông. Đôi mắt của hắn hơi lóe lên, trên thực tế, đã phân ra một nửa tâm thần, chìm vào trong thiên địa kỳ bàn. Thông qua hình ảnh thiên địa kỳ bàn hội tụ đang xen ra, quan kháng hi hi ở trong tiểu động thiên tình huống. Hắn cơ bản là lấy góc độ của hi hi ở quan kháng càng không tiểu động thiên. Ý niệm của hắn thậm chí có thể xuyên thấu phi lôi kỳ tử, cảm nhận được khác biệt trong càng không tiểu động thiên. Cái tiểu động thiên này, so với quỷ khuyết, ở trình độ ổn định, muốn yếu hơn rất nhiều. Có điều, Bên trong lại là có một loại lực lượng cực kỳ to lớn mà cường đại, đó là một loại lực lượng vượt qua tầng thứ thần thức, huyền chi lại huyền, mang đến cho Lý Triệt sức hấp dẫn cực lớn. Đạo vận, ngồi ở trên ghế thái sư, Lý Triệt hai tay thả lỏng đặt, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một đạo quang mang tinh nhuệ. Đạo vận chính là lực lượng làm cho thần thai đại thần đều vô cùng khát vọng. Đó là cơ sở sờ tới thần kiếp cảnh giới, là một loại lực lượng vị giai cực cao, ngón tay Lý Triệt cũng hơi gõ gõ ghế trong lòng dâng lên gợn sóng. Trên đại bình, một chiếc lại một chiếc mã xa phản phất hoa nở trong mưa xuân, nước mưa đập ở trên mui xe, nổ tung ra sương mù nước mông lung. Có điều, các trưởng lão dưới bạch ngọc biển, từng cái tu vi đều cực kỳ bất phàm. Thần thức cường đại vắt ngang giữa thiên địa, tự nhiên liền đem những dọc nước mưa kia vạn vẹo, ngăn cách ra một khu vực khô ráo, không dính một hạt mưa. Hi hi tiến vào càng khôn tiểu động thiên, vô cùng thuận lợi, cực kỳ trôi chảy mà những thần đồng khác lại ở cửa vào cảm nhận được ngăn cách cùng áp lực. Công thâu vấn thiên bột phát ra khí huyết vô cùng cường đại, trong thân thể 10 tuổi, vậy mà bắn ra khí huyết cấp bậc tông sư viên mãn, giống như một ngọn lửa đang cháy, chậm rãi xé mở bức tường không khí vô hình. Thành công đặt chân vào trong càng khôn tiểu động thiên. Mà ở sau công thâu vấn thiên, theo sát chính là thần đồng cổ hà đến từ quảng lăng đạo thiên đan thần tông. Là tôn tam của tông chủ thiên đan thần tông, hậu duệ của Đan Vương. Tóc đen cuộn tròn, thân thể 10 tuổi, dưới sự bồi bổ của Đan Dược, vậy mà đã cao lớn đến dáng vẻ khoảng chừng 14-15 tuổi. Ánh mắt cổ hà sắc bén, mi tâm có một đoàn thần văn ngọn lửa vạn vẹo, Bốn ngón tay một cái, một viên Đan Dược bắn ra, nổ tung thành một đan dày đặt ở trước người hắn, bị mỗi một tấc lỗ chân lông của hắn hấp thụ hết thảy. Chớp mắt, toàn thân cổ hà đều hóa thành màu đỏ thẫm, giống như sắc nung vậy, xé mở bức tường không khí, tiến vào tiểu động thiên. Đó là thần chủng, thiên đan bảo thuật, đỉnh cấp của thiên đan thần tông, tiểu tử này vậy mà đã học được môn bảo thuật này, xem trình độ này, ít nhất là tiểu thành cấp bậc. Thiên đan thần tông, làm thần tông giàu có nhất thiên hạ, được xưng phú khả địch quốc, đang dược bọn họ luyện chế ra, không chỉ có thể dùng để phục dụng, hơn nữa còn có thể dùng để giết địch đúng vậy. Nghe nói thiên đan thần tông còn có một môn thần chủng, tác đan thành binh, không biết vị hậu duệ đan vương này có học được hay không bên dưới, không ít cường giả ánh mắt như đuốc đều là nhìn ra huyền diệu trong thủ đoạn của cổ hà nhận ra phong thái mà cổ hà triển lộ mười tuổi tu thành thần chủng võ học cho dù chỉ là tiểu thành cũng cực kỳ bất phàm rồi muốn tu thần chủng võ học không phải càng nhỏ càng tốt dù sao thần chủng võ học cần phải lấy gốc rễ là huyệt vị kinh mạch của cơ thể người khai mở kỳ môn thân thể người cho nên tu luyện thần chủng võ học trình độ thân thể phải theo kịp nếu như trình độ thân thể không theo kịp vậy chỉ có một cái nguy cơ bạo thể. Thần chủng võ học, cho dù là thần cương đại tông sư tu luyện lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều, cổ hà đến từ thiên đan thần tông, có lẽ phục dụng đan dược gì đó, để trình độ thân thể đạt tới trình độ có thể gánh chịu thần chủng. Phong vũ giao thoa, sấm chớp ầm ầm, sau mây chì, sấm xuân phát ra tiếng nổ vang điếc tai, sau cổ hà, các thần đồng khác đều bắt đầu triển lộ thủ đoạn, sau lưng Huyền Nguyệt của Huyền phù Thần Tông nở rộ một vòng cơ sở thần đầy thần phù thần tính mênh mông như thác đổ xuống đặt chân vào trong Tiểu Động Thiên sau đó Lữ Thanh Huyền của sồ Long Phổ Ninh Thải Hà của Thất Bảo Thần Tông vân vân các thần đồng cũng lần lượt triển lộ thủ đoạn Lữ Xích một thân trường bào hoa quý đến cực điểm tung bay trong gió khuôn mặt lạnh lùng vô cùng hắn đi tới trước Tiểu Động Thiên cảm nhận được áp lực không khỏi nghĩ đến lúc Hy Hy tiến vào Tiểu Động Thiên nhẹ nhàng tùy ý hắn không khỏi thở ra một hơi lâu như vậy không gặp hi hi quả nhiên cũng lớn lên thậm chí thiên phú trở nên đáng sợ hơn có điều trong mắt lửa xích lóe lên một tia lạnh lùng ánh sáng đột nhiên lóe lên ở mi tâm phản phất có một đóa hoa sen lửa đen ở xung quanh hắn nở rộ ra hoa sen địa ngục xoay tròn trong mông lung câu dẫn thần tính giữa thiên địa lửa xích bước ra một bước thuận lợi tiến vào bên trong tiểu động thiên tiểu long nữ ngao thanh thanh áp lực cực lớn, tháng này, đơn giản là cơn ác mộng của nàng. Tiểu cô cô vốn cực kỳ cưng chiều nàng, bỗng nhiên phản phất như đổi thành một người khác, trở nên vô cùng nghiêm khắc với nàng, đối với tu hành của nàng càng nghiêm khắc đến trình độ ghê tởm. Có điều, Ngao Thanh Thanh ở trong khoảng thời gian này, tu vi tăng lên cũng cực lớn. Nàng biết mục đích của tiểu cô cô, chính là hy vọng nàng Ngao Thanh Thanh có thể ở trong lần khảo hạch này áp chế được Lý Noãn Hy. Ngao Thanh Thanh kỳ thật có chút đồng tình tiểu cô cô chuyện của tiểu cô cô nàng biết không ít năm đó tiểu cô cô cũng là vô ưu vô lự đáng tiếc cuối cùng bị làm thành đối tượng liên hôn cả cho cơ ma lễ trở thành vật hy sinh của long thần nhất mạch ngao thanh thanh biết tiểu cô cô có một người thích mà lần trước người thích kia hình như đã chết vì cứu tiểu cô cô bị trọng thương bị thế lực địa phủ thần bí tập kích mà chết tiểu cô cô quá đáng thương có điều ngao thanh thanh không khỏi nghĩ đến tương lai của mình trong con ngươi gương xanh thẳm cũng lé lên một tia bi thương. Nếu như nàng không thể ở trong lần khảo hạch thân truyền của tông chủ đại thần này, nắm giữ được cơ hội, có lẽ, tương lai của nàng cũng là trở thành vật hy sinh chứ. Giống như nhạc lệnh hồ, phản phất đã coi nàng là vị hôn thê vậy. Có điều, Ngao Thanh Thanh không thích nhạc lệnh hồ. Hoành Ngao Thanh Thanh đâm vào cửa vào càng khôn tiểu động thiên. Đôi mắt của nàng hơi co lại nàng phát hiện, mình vậy mà không thể đặt chân vào trong đó, cho dù có lực lượng thân thể cực kỳ cường đại của long thần nhất tộc, nhưng vẫn bị ngăn cách ở bên ngoài. Điều này làm cho toàn thân nàng không khỏi run rẩy lên. Chẳng lẽ ngay cả cửa ải thiên phú đầu tiên, nàng cũng muốn bị sàng lọc xuống, trong lòng ngao thanh thanh có một ngọn lửa giận, nàng biết đây là vì sao, không phải là nàng không đủ mạnh mà là càng nguyên thần tông này, kỳ thị chủng tộc ngoài đại cảnh. Mặc dù nói tông chủ càng nguyên thần tông lửa Thái Bạch có giáo vô loại, nhưng thần đồng không phải đại cảnh triều, muốn vào dưới trướng hắn, cần phải triển lộ ra thiên phú cao hơn, đây là một loại ngưỡng cửa vô hình. Không phải nhằm vào long thần nhất tộc, đại lê vương đình, cổ tộc vực ngoại, miếu thần chuyển thế thân vân vân dị tộc, đều sẽ bị nhằm vào. Ngao thanh thanh cắn răng, toàn thân nàng đều đang run rẩy nhưng không nguyện ý cứ như vậy thất bại, một tiếng gầm dài, sau lưng nàng phản phất có một đạo long ảnh màu xanh thẳm đột nhiên hiện ra, huyết mạch long thần đang sôi trào, ngao thanh thanh đâm đầu vào cửa vào, toàn thân lỗ chân long đều mở ra, thậm chí ngay cả nghịch lân cũng dựng đứng lên. Cuối cùng mới là gia nan đặt chân vào trong càng khôn tiểu động thiên. Chỉ là tiến vào trong đó mà thôi, Ngao Thanh Thanh đã có cảm giác toàn thân đẫm máu. Lý Noãn Hy, Ngao Thanh Thanh thở hỗn hển vì tiểu cô cô nàng Ngao Thanh Thanh không thể thua, trừ những thần đồng này bị càng khôn đổ phường liệt ra đặt cược bên ngoài. Còn có không ít thần đồng từ các đại thế gia, các đại châu thành, thành phố lân cận chạy tới, lần lượt bắt đầu đột kích càng khôn tiểu động thiên ví dụ như vân nga chu bồng tô lê vân vân đệ tử thế gia bay lên trong thời gian này có thần đồng thế gia đột kích tiến vào càng không động thiên thất bại làm cho không ít người đều minh bạch sàng lọc của cửa ải thiên phú đầu tiên từ cửa vào động thiên đã bắt đầu rồi tỷ lệ thất bại thậm chí còn cực lớn đại bộ phận thần đồng đều rất khó xông qua cửa vào đâm vào bức tường không khí đều khó mà tiến lên cuối cùng bị bài xích ra ngoài. Rào 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 thế mưa xuân càng thêm to lớn. Không ít thần đồng ngay cả cửa vào cũng không vào được, bị mưa xuân xối ướt, phản phất như bị tưới một chậu nước lạnh, thân thể đột nhiên cứng ngắc vậy. Trên đại bình, một mảnh yên tĩnh. Có tiếng thở dài vang lên. Rất hiển nhiên, thân truyền khảo hạch vị cuối cùng của tông chủ đại thần càng nguyên thần tông, so với bất kỳ lần nào trước đây đều nghiêm khắc hơn. Dù sao, ngày xưa sẽ không bắt đầu sàng lọc nghiêm khắc như vậy từ cửa ải đầu tiên. Cơ bản bảy thành thần đồng đều bị loại xuống. Một cửa ải thiên phú, liền loại bỏ bảy thành thần đồng. Đinh đinh đang đang đột nhiên. Có tiếng chung thanh thúy lay động va chạm, nổ tung ra âm thanh thanh thúy trong mưa xuân mênh mông. Ở một đầu khác của đại bình, có thân ảnh toàn thân bao phủ trong hắc bào, chậm rãi đi tới. Trên đại bình, không ít ánh mắt của cường giả đều quét qua, lộ ra dị sắc bởi vì người đến tổng cộng ba người hai lớn một nhỏ toàn bộ đều bao bọc ở trong hát bào trong đó đứa nhỏ cũng bao phủ ở trong hát bào đi tới từ phương hướng càng nguyên đạo thành trên cổ đeo chuông đinh đinh đang đang vang lên không ngừng cái chuông kia trình bày màu tím tản ra một loại thần tính cực kỳ mãnh liệt dưới bạch ngọc biển ánh mắt của lữ thái bạch hơi dương lên tóc bạc mảnh như tơ không chỉ là lữ thái bạch gần như mỗi một vị trưởng lão, bao gồm Lý Triệt, đều là quét tới ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Ánh mắt của Lý Triệt hơi ngưng tụ. Tầm mắt trong nháy mắt liền bị cái chuông màu tím kia hấp dẫn. Tích tinh đồng, vạn tích vô tận, ngắm nhìn hư trả lại thật. Thần binh, ngũ lão trung vị thái tuế tử kim linh, trong mắt Lý Triệt không khỏi lóe lên một tia dị sắc, thần binh ngũ lão trung vị. Cái phẩm bậc này tuyệt đối không thấp vậy mà treo ở trên cổ một đứa nhỏ, như vậy ngông nên đi ra ngoài, người đến này là ai, Đại Lê Vương Đình. Âm thanh nhà nhạc vang lên, đó là công thâu tỉnh quân ngồi ở không xa lên tiếng. Ba người này là thần tính tu sĩ của Đại Lê Vương Đình. Vốn tưởng rằng Đại Lê lần này hẳn là không phái người tới, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà vẫn phái thần đồng tới. Xem ra, hẳn là Đại Vua Thần của Đại Lê kia tính toán được tông chủ muốn lấy lần thân truyền vị cuối cùng này, tới định thiếu tông chủ công thâu tỉnh quân trầm giọng nói tông chủ đã có một vị đệ tử của đại lê vương đình tên là si cuồng đến từ đại lê vương tộc trước mắt vị này đeo tử kim linh ở trên cổ hẳn là hậu duệ của đại vu thần nhất mạch của đại lê vương đình thân ảnh đeo tử kim linh ở trên cổ kia tháo mũ xuống lộ ra đầy đầu tóc tím trên mặt lại là dùng nhan liệu bôi đầy màu sắc khóe miệng hơi cong lên đại vu thần nhất mạch kim thái tuế thiếu niên ánh mắt tùy ý ngông cuồng đầy đầu tóc tím cuộn tròn trong mưa xuân bái kiến càng nguyên tông chủ đại thần đại vua thần đã từng khen ngợi kiếm thuật của tông chủ đại thần xuất thần nhập hóa kinh vi thiên nhân có thể xưng là tiên kiếm trên đất liền lữ thái bạch ngồi ở trên ghế hơi gật đầu đại vua thần khen quá lời cho nên đại vua thần để ta tới muốn nhìn xem có cơ duyên bái nhập dưới trướng tông chủ đại thần tu hành hay không nghe nói đại cảnh hội tụ không ít thiên tài thần đồng tới đây Thái Tuế một mình từ Đại Mạc đến cũng muốn nhìn xem, bọn hắn, có làm cho Thái Tuế thất vọng hay không? Thiếu niên tóc tím khóe miệng nở một nụ cười, rực rỡ mà sáng ngời. Có điều trong ngữ khí lại tràn đầy bá đạo cùng tùy ý ánh mắt của Lữ Thái Bạch lạnh nhạt. Đi đi, ngươi sẽ không thất vọng. Lời nói rơi xuống. Kim Thái Tuế dùng tư thế lễ nghi của Đại Lê Vương Đình, hành lễ với Lữ Thái Bạch, tử Kim Linh ở trên cổ vang lên đinh đan, tản ra một loại lực lượng làm cho người ta sợ hãi sau đó thiếu niên tóc tím hắc bào bao bọc đi kèm tiếng chuông đi về phía cửa vào càng khôn tiểu động thiên đi qua trước mặt từng thần đồng thất hồn lạc phách bị nước mưa làm ướt trong mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người thất bại này ở dưới sự chú mục của mọi người thậm chí không ít người nhìn ánh mắt xem kịch vui kim thái tuế đâm vào bức tường không khí của càng khôn tiểu động thiên chỉ là hơi dừng lại liền trơn tru đặt chân vào trong đó không khác gì lúc hi hi đâm vào cửa vào trong nháy mắt hiện trường lặn xuống chỉ còn lại có âm thanh mưa xuân đập vào âm thanh sấm xuân gào thét nhiều thần đồng ngay cả cửa vào cũng không vào được chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo càng thêm sa sút kim thái tuế đại vua thần nhất mạch vị kia năm đó tuyệt diễm đại cảnh và đại lê được xưng là thiên sinh võ thánh đệ đệ của kim mao hống công thâu tỉnh quân nhíu mày nói Kim Mao Hống kia hiện nay 15 tuổi, Tu Vi đã thâm bất khả trắc, nghe nói đã đã thông toàn bộ Đại Lê Vương Đình 30 tuổi trở xuống người tu hành thậm chí đã từng thả ra lời nói, muốn đi bộ xuyên qua Đại Mạc, tiến vào đại cảnh khiêu chiến người tu hành dưới 30 tuổi của đại cảnh Kim Thái Tuế này. Đến không thiện A à, Lý Triệt ở một bên, nghe công thâu tỉnh quân miêu tả, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Thiên phú cao như vậy, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hi hi chứ, công thâu vấn thiên tiến vào trong càng khôn tiểu động thiên, toàn thân bốc cháy khí huyết lập tức bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, Lao đi dọc máu mũi chảy ra trên khuôn mặt anh Tuấn. Trên thực tế, vào tiểu động thiên, áp lực liền không lớn như vậy, áp lực ở cửa vào liền quét sạch sẽ, chỉ trong chốc lát, liền đi tới dưới thang trời bạch ngọc. Công thâu vấn thiên nheo mắt lại, nhìn thấy Hi Hi đứng ở trên bậc thang thứ 10. Đôi tay chống nạnh, Ứng bụng nhỏ, nghĩ đến Hi Hi lúc trước xuyên qua cửa vào nhẹ nhàng thoải mái, vẻ mặt của công thâu vấn thiên không khỏi nghiêm túc lên. Tiểu nha đầu này sợ là có tư thái yêu nghiệt, có lẽ sẽ là đối thủ của hắn công thâu vấn thiên, dù sao, cửa ải thiên phú, chỉ là đơn giản so sánh thiên phú mà thôi. Hắn công thâu vấn thiên ở trên thực lực cứng hẳn là mạnh hơn hi hi, có điều, đó là bởi vì hắn công thâu vấn thiên đã 10 tuổi rồi. Tiểu nha đầu này, hình như chỉ có 5 tuổi, nhìn xem hi hi đứng ở trên bậc thang thứ 10, một động không động, nhắm mắt lại, hắn nhíu mày bước ra một bước đạp lên thang trời bạch ngọc đột nhiên cột thần tính tử khí trên người hắn lập tức bị kích phát ra quanh cột thần tính tử khí của hắn xông vào mây xanh nổ tung dòng mây thôi như cánh tay trẻ sơ sinh cảm nhận được lực lượng từ trên thang trời bạch ngọc đây là lực lượng đạo vận trong mắt công thâu vấn thiên lộ ra vẻ hưng phấn nếu như có thể nhận được đạo vận truyền thừa của tổ sư gia tràng nguyên vậy chuyến đi này cũng quá đáng giá rồi trên thực tế Lữ Thái Bạch đặt khảo hạch cửa ải thiên phú ở trong càng khôn tiểu động thiên của tổ sư gia, gần như không có ai đoán được. Dù sao, càng khôn tiểu động thiên đối với càng nguyên thần tông quá mức quan trọng, liên lụy đến lực lượng đạo vận. Công thâu vấn thiên lắc lắc đầu, không lại đi suy nghĩ những thứ này. Là đệ tử của công thâu thế gia, lực lượng đạo vận, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết. Bắt đầu leo lên ở trên bậc thang. Hoành 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 phản phất có tiếng sấm nổ vang, cột thần tính tử khí của hắn lập tức lay động tử khí tràn ra không ngừng bị lực lượng màu trắng của than trời bạch ngọc tiêu tan hóa giải ồ hô nhẹ nhàng đơn giản như vậy công thâu vấn thiên thở phào nhẹ nhõm bởi vì có lần thứ nhất sẽ lo lắng lần thứ hai tình cảnh xấu hổ của bọn họ ở cửa vào hắn thật sự không nguyện ý lại gặp phải một cú va chạm ở cửa vào đụng cho đạo tâm của hắn đầy vết nứt nhỏ hiện tại cần gấp gáp sửa chữa nhìn thoáng qua vị trí của lý noãn hy công thâu vấn thiên bước nhanh lên thang trời bạch ngọc không ngừng cuộn lên sóng trắng toàn bộ đều bị cột thần tính tử khí của hắn hóa giải mười bậc hắn vừa nhảy qua nhảy lên bậc thang thứ mười một ngoảnh lại nhìn thoáng qua hi hi công thâu vấn thiên lập tức cười lên bất quá như vậy tiến vào sớm lại như thế nào cuối cùng vẫn phải xem thiên phú chân chính công thâu vấn thiên quét mắt nhìn đỉnh đầu hi hi đáng tiếc hắn không nhìn thấy được cột thần tính tử khí của hi hi sẽ không đi đến bậc thang thứ mười cột thần tính tử khí của tiểu nha đầu này sẽ bị tiêu tan hết chứ bậc thang này nói ít cũng vạn bậc trở lên khoanh tay xoay người công thâu vấn thiên cảm thấy vết nứt trên đạo tâm của mình bắt đầu chậm rãi khép lại đã đem lý noãn hy bỏ lại ở phía sau hắn liền không lại đi suy nghĩ hắn sẽ dốc hết toàn lực để tổ sư gia mở mắt sau công thâu vấn thiên lần lượt có thân ảnh thần đồng xuất hiện cổ hà của thiên đan thần tông toàn thân phản phất như hóa thành đang dược nồng đậm tản ra mùi thuốc nồng nặc hắn đạp lên thang trời bạch ngọc, cột thần tính tử khí lập tức bị kích phát, hắn nhìn thoáng qua Hi Hi đứng ở trên bậc thang thứ 10, lại nhìn thoáng qua công thâu vấn thiên đã vọt tới bậc thang thứ 500. Ánh mắt không chút do dự đuổi theo công thâu vấn thiên mà đi. Hi Hi đứng ở bậc thang thứ 10, hai tay chống nạnh, tưởng bụng nhỏ, phản phất như hóa thành điêu khắc. Huyền nguyệt của huyền phù thần tông bay bay mà đến, đôi mắt trong veo của nàng, tò mò nhìn thoáng qua Hi Hi. Đây chính là đệ tử của tổ bà nội. Nghe nói thiên phú thần phù cực cao, đệ tử của tổ bà nội, ta phải gọi là gì nhỉ? Huyền Nguyệt nghiêng đầu một chút, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra được gọi như thế nào. Nhìn xem hi hi một động không động, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Có lẽ thiên phú thần phù không tệ, nhưng những thiên phú khác khả năng quá thấp rồi nha. Mới bật thang thứ 10 liền bắt đầu ấp ủ rồi cố lên nhé, tiểu đệ tử của tổ bà nội. Huyền Nguyệt cười hì hì nói một câu sau đó nhảy nhót leo thẳng lên. Lữ Thanh Huyền, Ninh Thải Hà, Dương Nghệ, từng thần đồng một leo thẳng lên, hướng về đỉnh thang trời Bạch Ngọc, phản phất như tắm mình trong tử khí đông lai, tổ sư gia càng nguyên thần tông thần điêu phương hướng bò lên mà đi. Lữ xích dừng chân, xung quanh hoa sen địa ngục cuộn trào, có vài phần im lặng nhìn hi hi ngây ngốc đứng sững. Ngươi nắm giữ bảy thành thần tính của tam thái tử miếu thần, ngươi đang ấp ủ cái gì, lữ xích quá hiểu rõ hi hi hắn rất rõ ràng thiên phú của Hi Hi, tuyệt đối không có khả năng chỉ là trình độ này mà thôi. Khẳng định đang ấp ủ cái gì? Giữa các thần đồng với nhau không nhìn thấy được cột thần tính tử khí của nhau, chỉ có thể dựa vào độ cao của bậc thang để phán đoán. Có điều, Lữ Xích biết, Hi Hi tuyệt đối không chỉ có như thế. Ta chờ ngươi ở trên cao. Lữ Xích nói. Sau đó bay bay mà lên. Ngao Thanh Thanh cũng leo lên mà đến, mỗi một bước nàng đi đều cảm nhận được áp lực, hai chân đều đang run rẩy. Long thần nhất tộc ở trong càng khôn tiểu động thi này gánh chịu áp lực thêm vào, làm cho nàng thật sự có chút không thở nổi. Lý Noãn Hy, mới bật thang thứ 10 sao, trong lòng ngao thanh thanh lập tức có an ủi. Lệnh hồ ca ca, ngươi tự mình leo lên đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngao thanh thanh thở hỗn hển nói. Nhạc lệnh hồ nhìn thoáng qua ngao thanh thanh, lại nhìn thoáng qua Lý Noãn Hy, cực cực đầu, liền một mình leo thang mà đi. Ngao thanh thanh đạp ở trên bậc thang thứ 11, thở ra một hơi. Chỉ cần so với Lý Noãn Hy cao hơn một bậc, đi ra ngoài cũng coi như có giao phó với tiểu cô cô áp chế lực đối với dị tộc quá cao. Ta, ta là không có khả năng trở thành thái bạch đại thần thân truyền rồi, ta vẫn là có tự mình biết mình. Ngao thanh thanh có chút xa xúc, nàng ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt có chút xa xúc. Có điều, nhìn thấy Lý Noãn Hy rơi ở dưới nàng, trong lòng liền thả lỏng đủ rồi, có giao phó với tiểu cô cô là được rồi. Tiểu Long nữ vui vẻ, chính là đơn giản như vậy. Hi hi sao lại ở chỗ này? Nàng đang ấp ủ chuyện xấu gì, chu bồng, vân nga vân vân nhìn xem hi hi mới bò đến bậc thang thứ 10 liền dừng lại không tiếng, bắt đầu ấp ủ, lập tức có chút ngây ngốc. Vân nga cắn cắn môi, có chút đau lòng nhìn thoáng qua hi hi, từ trong bình ngọc bên người đổ ra một viên đan dược. Đó là đan dược trong thời gian ngắn bột phát thiên phú, có tác dụng phụ, có điều ở trong càng không tiểu động thiên, tác dụng phụ của đan dược này sẽ bị xóa bỏ. Vân Nga biết Hi Hi không có dự trữ đan dược loại này, cho nên lưu lại một viên cho nàng. Cố lên nha, Hi Hi. Vân Nga nhẹ giọng nói, sau đó, trong cơ thể phản phất có âm thanh trái tim đập mạnh làm cho nàng không khỏi nắm chặt lấy ngực. Thở ra một hơi sau, Vân Nga liền cùng chu bồng leo thẳng lên. Đinh đinh đang đang âm thanh thanh thúy vang vọng, làm cho người ta sợ hãi đeo tử kim linh ở trên cổ kim thái tuế đến từ đại lê vương đình đi chân trần mà đến đạp ở trên thang trời bạch ngọc ở mi tâm của hắn cột thần tính tử khí vô cùng thô lớn xông thẳng lên trời kích động hóa giải lực lượng của thang trời bạch ngọc hắn đi tới bên người hi hi nhìn xem tiểu đậu đinh ưỡng bụng nhỏ này trong mắt không khỏi lộ ra một tia treo tức loại hàng này cũng có thể đến tham gia khảo hạch thân truyền của tông chủ đại thần quả nhiên giống như ca ca nói đại cảnh suy bại rồi đều là một ít rác rưởi. Vượt qua bên người Hi Hi, tóc tím của Kim Thái Tuế tung bay, đáy mắt lóe lên một tia treo tức. Hắn nâng tay lên, búng nhẹ vào tử Kim Linh. Đinh chớp mắt, một đoàn ngọn lửa màu tím từ trong chuông nhảy ra. Trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu Hi Hi, hóa thành một chưởng vô cùng lớn bằng ngọn lửa màu tím, lơ lửng ở trên, tích thế đợi rút. Ngao Thanh Thanh ở trên bậc thang thứ 11 lạnh lùng nhìn, cũng không ngăn cản. Kim Thái Tuế liếc nhìn nàng một cái, cười nhạo một tiếng. Sau đó cười khẽ một tiếng, vượt qua hi hi, nói nhỏ một câu, rác rưởi. Kim Thái Tuế đi bộ mà đi, tốc độ càng ngày càng nhanh, ở trên thang trời bạch ngọc, phóng lên thẳng một mạch. Trong nháy mắt liền vượt qua một trăm bậc. Lúc đạp lên một trăm bậc, Kim Thái Tuế thậm chí không có xoay người, nâng tay lên, ống tay áo rộng màu đen trượt xuống, lộ ra ngón tay, búng một cái liền nên đi đến nơi rác rưởi nên đi. Sau đó, Kim Thái Tuế cười quá dị một tiếng, đạp một cái, thân thể nhảy lên, phản phất kết bỏ tốc độ chậm chạp như vậy thật sự quá chậm. Toàn bộ người nhảy lên, cột thần tính tử khí ở trên đỉnh đầu của hắn, phát sinh ra phản ứng mãnh liệt với lực lượng trên thang trời bạch ngọc. Hoành 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 thang trời bạch ngọc hơi rung động. Mà xung quanh thân thể Kim Thái Tuế, phản phất như thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Cười quái dị, nhanh chóng sông lên. Vượt qua từng thần đồng một. Chậm, quá chậm, các ngươi đều quá chậm, Kim Thái Tuế cười to lên. Hắn vượt qua Chu Bồng và Vân Nga, vượt qua nhạc lệnh hồ, nhanh chóng đuổi kịp lữ xích, thiết thiện tài tiếng cười tùy ý của hắn, ở trên thang trời Bạch Ngọc nhanh chóng tùy ý sông lên làm cho ánh mắt của mọi người đều không khỏi co rút lại. Bậc thang thứ 10 trên đỉnh đầu hi hi, trưởng bàn ngọn lửa màu tím kia, phản phất như đi kèm một câu, rắc rưỡi, nên đi đến nơi rác rưởi nên đi chớp mắt chưởng bằng ngọn lửa màu tím mạnh mẽ hạ xuống đánh về phía hi hi muốn trực tiếp quét hi hi ra khỏi bậc thang thứ 10, có điều quanh ở thời điểm chưởng bằng ngọn lửa màu tím kia hung hăng đánh vào trên người hi hi trong tay trái của hi hi đồng dạng có ngọn lửa màu tím bắn ra ở xung quanh nàng nhanh chóng quấn quanh lan tràn hóa thành một con mãng xà màu tím nuốt chửng trưởng bằng ngọn lửa màu tím kia mảng mảng màu tím lượn quanh thân thể nhỏ bé của hi hi há miệng phát ra tiếng gầm giận dữ ngao thanh thanh ngây ngẩn người nhìn một màn này trong lòng rung lên sau đó nàng liền nhìn thấy tiểu nha đầu chống nạnh ưỡn bụng nhỏ từ từ mở đôi mắt to trong veo mơ hồ ngao thanh thanh phản phất như nhìn thấy một cột thần tính tử khí thô lớn đến đường kính đạt mười mét giống như một thác nước đổ ngược đó là cột thần tính tử khí đại biểu cho thiên phú thần đồng và thần đồng ở trong tiểu động thi này không phải là không nhìn thấy được cột thần tính của đối phương sao, vì sao muốn để mắt nàng nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy. Oanh Tóc của Hi Hi dựng ngược, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Vì Kim Thái Tuế đánh lén mà cảm thấy tức giận, bị đánh thức rồi, Hi Hi đang ấp ủ cảm xúc, đang chồng chất thiên phú bị đánh thức rồi, rất tức giận. Hi Hi đại đế nhớ kỹ cái tên đeo chung ở trên cổ kia rồi, Hi Hi liếc nhìn Ngao Thanh Thanh co rúng ở trên bậc thang thứ 11, rung lẫy bẫy một con lương có thể lột da rút gân. Hi hi hơi ngứa tay có điều vẫn là thôi đi. Chính sự quan trọng, cánh vác cột thần tính tử khí như thác nước kia, hi hi nắm chặt hai tay, khủ tay cong vào trong, bước ra một bước, hay ha, hoành 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 giống như cự thú dẫm đạp, trong nháy mắt toàn bộ thang trời bạch ngọc bắt đầu rung động kịch liệt, mưa xuân như trúc, gào thét rơi từ bầu trời cao. Dòng khí lạnh phương bắc vượt qua dãy núi, trải rộng đến đây, khiến nhiệt độ giữa đất trời giảm đi không ít, mang đến một đợt rét nàng bân. Dưới tấm biển, càng khôn, của cổng vòm bằng ngọc bích. Một bầu không khí tĩnh lặng, thậm chí có phần nặng nề, ý niệm nghiêm trang càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo, khiến cơn mưa xuân rơi xuống như mưa tên, phản phất sát khí ghê rợn. Các trưởng lão của thần tông càng nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, mí mắt khẽ rũ. Tất cả các thần đồng muốn tham gia kỳ khảo hạch bái sư đại thần của thần tông càng nguyên đã thử tiến vào cổng của tiểu thế giới càng khôn, nhưng không vào được. Sau khi bọn họ dừng lại, một lão giả mặt trường bào cổ kính bước ra, trầm giọng tuyên bố ngừng khảo hạch. Nhiều thần đồng không vào được tiểu thế giới càng không lập tức bật lên tiếng kêu ấm ức. Bọn họ bị mưa ướt sũng, đầy vẻ không cam lòng, nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng đành bất lực. Ngay cả cửa vào cũng không qua được, đó là do thiên phú không đủ, là do quá yếu kém. Cơ hội đã ở ngay trước mặt, nhưng bọn họ lại không có khả năng vươn tay ra nắm lấy. Biết trách ai đây, kỳ khảo hạch bái sư, đương nhiên là phải chọn người có thiên phú đủ tốt. Một vị trưởng lão của thần tông càng nguyên đột ngột lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua các thần đồng đang đứng trên cổng vòm ngọc bích. Các thần đồng chỉ cảm thấy vai mình như triểu nặng, lông tóc dựng đứng, không dám đứng lại, vội vàng rời khỏi cổng vòm ngọc bích, đi qua quảng trường lớn trở về khu trại của mình. Trên thực tế, khí thế của các trưởng lão không nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào hai vị hộ vệ mặc áo choàng đen hai người này phụ trách hộ tống thần đồng kim thái tuế mang dòng máu đại vua thần đến đây là những cường giả của vương đình đại lê vương đình đại lê gan cũng lớn thật dám để dòng dõi đại vua thần tiến vào lãnh thổ đại cảnh không sợ bị giữ lại ở đây sao Bốp, đại trưởng lão phương hàng thư đập mạnh tay vào thành ghế ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hai cường giả đại lê kia áp lực mạnh mẽ của tu sĩ thần thai cảnh lập tức ập xuống như núi cao sụp đổ đồng thời nhị trưởng lão triệu phương chu một cường giả võ thánh và tam trưởng lão đinh tử cũng là thần thai cùng một phát khí tức sức mạnh cấp bậc võ thánh và thần thai của thần tông càng nguyên như giận dữ trừng mắt vô số mưa xuân gần như bị bay hơi sạch sẽ trong nháy mắt vù 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 gió lốc nổi lên luồng khí bay vút trước cổng vòm ngọc bích bầu không khí lập tức thay đổi dữ dội các trưởng lão của thần điêu lĩnh cũng lần lượt bộc phát khí tức lý triệt đảo mắt nhìn quanh suy nghĩ một chút rồi cũng bộc phát khí tức thần tướng vừa đột phá của mình khí tức thần tướng yếu ớt giữa dòng khí của các trưởng lão mạnh mẽ có vẻ khá đột ngột như thể một con hất kỳ lạc vào giữa bầy sói khiến không ít người không khỏi nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ lý triệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tà áo đen bay phấp phới tóc đen tung bay duy trì vẻ nghiêm trang của một trưởng lão hai cường giả của vương đình đại lê khẽ cười thành tiếng chúng ta vào đại cảnh là có giấy thông hành hơn nữa hiện nay Vương Đình Đại Lê và Đại Cảnh đã đình chiến được 10 năm, nếu các ngươi muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước, khiến biên cương chìm trong khói lửa vậy thì cứ việc ra tay. Một cường giả Đại Lê nhếch mép cười. Tông chủ Thái Bạch của các ngươi là đại thần đứng thứ năm trong bản thần của thiên hạ, muốn thu nhận đệ tử thân truyền, Thái Bạch đại thần nổi tiếng là không phân biệt xuất thân, Thái tử si cuồng của hoàng tộc Đại Lê các ta cũng có thể bái nhập môn hạ của đại thần, vì sao hậu duệ của đại vu thần lại không thể, gió thổi tung áo choàng, để lộ dáng vẻ của hai người mặc áo choàng đen. Đó là hai lão giả vô cùng tuổi, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nét vẽ và hoa văn. Lữ thái bạch tóc bạc phơ, gió xuân lay động, từng sợi tóc rõ ràng vô cùng. Thần thai của vu thần Sơn, gan cũng không nhỏ, thôi cũng được, quay về nói với đại vu thần của các ngươi, lữ mổ sẽ đến thăm hắn một chuyến. Lữ thái bạch thản nhiên nói. Hai lão tu sĩ kia cúi đầu bấm pháp ấn vu thần hành lễ tu sĩ vu thần sơn tôn sùng cường giả thực lực của lữ thái bạch từ lâu đã được bọn họ công nhận lữ thái bạch giơ tay lên nhẹ nhàng ấn xuống phương hàn thư triệu phương chu và các trưởng lão khác mới thu lại khí tức công thâu tỉnh quân đường tháo giáp và những người khác của thần điêu lĩnh cũng thu hồi khí thế chấn nhiếp lý triệt cũng thu lại khí tức thần tướng như hất kỳ lạc vào bầy sói trên mặt nở nụ cười ôn hòa gió xuân phơi phới không vội không vàng dù nhiều ánh mắt kỳ lạ thậm chí mang theo ý cười khóe hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên một nửa tâm trí của hắn giỏi theo tình hình của hi hi lúc này ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hai tu sĩ vu thần sơn kia nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo bởi vì trong càng không tiểu động thiên tên kim thái tuế kia vừa mở miệng đã mắng hi hi là đồ rác rưởi thậm chí còn giở trò ám muội muốn chơi xấu hi hi mặc dù không ra tay hiểm độc nhưng rõ ràng là có ý phá rối hi hi phát huy thiên phú dám bắt nạt hi hi, Lý Triệt tràn đầy ý lạnh. Trên quảng trường lớn trước cổng thần tông, tiếng xôn xao dần vang lên. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cổng càng khôn tiểu động thiên, nhưng không thể nhìn xuyên qua, cũng không thấy được gì. Lữ Thái Bạch đứng dậy, áo trắng nhẹ nhàng bay trong gió xuân, ông tiến đến trước càng khôn tiểu động thiên. Đôi mắt dài và thanh thoát thản nhiên quét qua đám đông tò mò. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.